Xin chào, mình là Anh Quân, được khá nhiều người biết mình với danh xưng là một bình luận viên của K Cộng. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ không nói về bóng đá như thói quen của mình nữa. Mình sẽ nói về cách học tiếng Anh của bản thân mình. Tiếng Anh là thứ bắt buộc trong công việc của mình. Tất cả các cuộc họp quan trọng ở công ty giờ đều phải dùng tiếng Anh cả. Rồi như bạn biết đấy, mình làm nghề này thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, phải gặp gỡ và làm việc cùng các phóng viên, bình luận viên nước ngoài. Không biết tiếng Anh là coi như đi chậm hơn với người khác, hoặc phải tiếp cận với những nguồn thông tin nước hai, đó là qua người khác dịch lại. Bởi vậy, có thể nói tiếng Anh của mình không cần quá giỏi, nhưng nhất quyết phải dùng được. Tuy nhiên, không phải ngay từ đầu mình có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh. Mình tiếp xúc với tiếng Anh từ năm lớp 6. Trong 7 năm học tiếng Anh ở cấp 2 và cấp 3 thì mình chủ yếu tập trung vào học ngữ pháp, ít có thời gian luyện nghe và nói, và hầu như không dám tiếp xúc với người nước ngoài, nên khả năng phản xạ ngôn ngữ rất kém. Vậy nên thời gian đầu học đại học mình gần như không nghe thấy thầy cô nói gì luôn, nhất là học với các thầy cô người nước ngoài, dẫn đến việc mình không thể tiếp thu được hết các bài học ở trên lớp. Trong công việc thì rụt rè, không dám phát biểu ý kiến ở các cuộc họp và thường xuyên phải nhờ người khác chuyển ngữ hộ. Và có một chuyện xảy ra khiến mình quyết tâm thay đổi khả năng giao tiếp tiếng Anh ngay lập tức. Đó là vào năm thứ 2 đại học, mình bắt đầu đi làm thêm. Khi đó mình làm cộng tác viên chuyên dịch tạp chí bóng đá cho một đài truyền hình lớn ở Việt Nam. Lúc đầu thì họ đánh giá mình làm rất tốt vì dịch hay, sát nghĩa và rất hiểu bóng đá. Đâm ra họ hiểu lầm rằng chắc cậu này tiếng Anh tốt lắm. Và rồi một ngày họ đề xuất mình đi nghe dịch trong một cuộc họp với đối tác. Đến lúc đấy thì đành phải thú nhận là khả năng nghe nói rất kém. Mình tự thấy xấu hổ và bắt đầu nghiêm túc nhắc nhở bản thân phải chăm học tiếng Anh hơn, nhất là nghe nói. Để có cơ hội bình luận trực tiếp trên những sân vận động quốc tế, mình đã từng học qua một số trung tâm, cố gắng theo kịp các bài học trên lớp. Nhưng sau đó mình rút ra điều quan trọng nhất là tự học. Đối với mình, kỹ năng nghe và nói rất quan trọng. Nhưng khi học ở trường lớp hay các trung tâm thì mình sẽ bị giới hạn thời gian. Vậy nên mình chỉ cần học được phương pháp, nền tảng và sau đó tự mình luyện tập theo. Chỉ khi bản thân mình va vấp với những tình huống, mình mới biết cách giải quyết. Phương pháp English Breaking cũng vậy. Không chỉ giống với cách học trước đây của mình mà English Breaking còn bổ trợ cho người học rất nhiều những tình huống giao tiếp quen thuộc hàng ngày. Đối với các bạn mới luyện tiếng Anh thì những chủ đề này khá đơn giản, học xong lập tức áp dụng được luôn, nên chỉ sau 3 tháng là bạn đã có thể giao tiếp với người bản xứ được rồi. Bên cạnh đó, chương trình còn thiết kế một lộ trình luyện tập chi tiết. Một tuần bạn sẽ học 6 ngày. Ngày đầu tiên bạn sẽ luyện nghe ngấm, ngày thứ 2 luyện nói đuổi, và 4 ngày còn lại bạn sẽ dành thời gian luyện phản xạ và việc tập trung luyện đi luyện lại một nội dung trong một tuần cho đến khi bạn trở nên thành thạo, cũng sẽ giúp bạn nhớ được những từ, cụm từ hay những câu tiếng Anh này. Mình cũng thế thôi. Mỗi ngày mình đọc đầu báo hay các bản tin thể thao, chọn 5 từ vựng liên quan đến công việc của mình để học thuộc. Cứ nhẩm đi nhẩm lại những từ và cụm từ này thì chắc chắn bạn sẽ khó mà có thể quên được chúng. Thêm nữa, chương trình English Breaking còn có một điểm đặc biệt nữa là có các bài luyện ở 2 tốc độ. Mình thấy rất ít chương trình dạy tiếng Anh có dạng bài luyện như thế này. Với việc bắt đầu học từ tốc độ chậm, người học dù mất gốc tiếng Anh hay học từ con số 0 sẽ dễ dàng nghe được từng âm, từng từ, từng ngữ điệu của người bản xứ và có thể bắt chước lại một cách dễ dàng. Đây là một sự thuận lợi lớn để giải quyết những nỗi hoảng sợ của các bạn khi mới học tiếng Anh. Như các bạn biết, chọn công việc bình luận viên là bản thân phải xác định thời gian dành cho bóng đá và gắn bó với cơ quan còn nhiều hơn ở nhà. Bởi vậy nên mình có rất ít thời gian để luyện tiếng Anh. Nếu trước đây có English Breaking, mình nghĩ việc học tiếng Anh sẽ không còn khó khăn như vậy nữa. Bởi mình có thể học online mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại và tai nghe. Như thế thì chỉ cần tận dụng 10 đến 15 phút nghỉ ngơi hay khi di chuyển trên đường mà thôi, mình cũng sẽ luyện tập được hàng ngày. Nhờ có tiếng Anh mà mình đã nắm bắt được nhiều cơ hội hơn và cũng đạt được nhiều thành công hơn mong đợi. Không chỉ đi đến nhiều nơi trên thế giới, các nước châu Á như là Singapore, Malaysia, các nước châu Âu như là Pháp, Tây Ban Nha được làm việc, học hỏi cùng với những phóng viên, bình luận viên từ khắp nơi trên thế giới trong những sự kiện quốc tế hay là trao đổi với họ về phương pháp làm việc. Mình cũng được tiếp cận, phỏng vấn trực tiếp với những ngôi sao bóng đá lớn trên thế giới. Tự hào nhất trong sự nghiệp của mình có lẽ phải kể đến việc được đi sản xuất chương trình trước trận El Clasico, một trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid cách đây 2 năm. Mình đã trở thành bình luận viên đầu tiên tại Việt Nam được bình luận trực tiếp tại sân vận động Nou Camp. Thử nghĩ xem, nếu không có tiếng Anh, mình đâu có thể có được cơ hội đó. Vì thế, học tiếng Anh không bao giờ là thừa cả, bởi sớm muộn bạn cũng sẽ phải sử dụng tiếng Anh để làm việc, để tiếp nhận thông tin và ngay cả để giải trí nữa. Vậy thì tại sao bạn không tiết kiệm tối đa thời gian học của mình ngay từ bây giờ? Xin đính chính là mình ngồi đây không phải là một hình mẫu cho việc học tiếng Anh thành công, mà mình chỉ đơn giản là một học viên đã từng trải nghiệm khóa học này
và chia sẻ câu chuyện của mình. Chỉ với 3 tháng cùng anh Breaking, vừa được hướng dẫn tận tình chi tiết, vừa học đơn giản mà lại vẫn có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Thử ngay nhé!